Xin chào các bạn ạ, hy vọng các bạn sẽ có hứng thú với phần tập luyện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Trước tiên các bạn giơ tay lên giống như than trời vậy đó. Bước chân phải, chân trái. Rồi bây giờ bước chân phải và đánh vai trái. Thêm một lần nữa. Nhấc hẳn đầu gối phải lên. Các bạn có thể nhìn ngang này. Rồi động tác tiếp theo. Các bạn đánh chân phải ra và đá lên. Bên trái thì đánh chân trái, đá lên. Tay thì ngược lại. Nào cả tay cả chân nào. 2, 3, ra, 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 ra. Làm được hai bên thì bỏ tay xuống và làm thêm một lần nữa. Sau đó các bạn nghiêng ba hướng. Trái, đằng sau, đằng trước. Rồi chúng ta làm cả nào. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ thì lại kéo vai xuống.